Tại nãy đi ra vườn thấy mùa này kiến lửa bắt đầu nó lên quá. Khu vườn kiến theo phong cách của Nam Ngô Farm coi sẽ như thế nào. Nguyên ổ luôn. Vấn đề là bây giờ mình không biết con queen nó nằm ở đâu thôi. Giờ mình sẽ cho đất vô đây mình trồng cây đâu này nọ. Cũng khá hoành tráng. Nhà vườn dương sĩ này nó sống rất là dai. Mày kiếm một cái khúc lũa nhỏ nhỏ để ở này nữa coi. Này, để mình coi coi cái vị ngọt ngào này nó có thể thu hút được mấy bạn kiến lửa vô đây không. Đúng rồi, có bạn lên rồi kìa, có bạn lên rồi kìa. Hello, mình là Nam Ngô. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, bữa giờ mê kiến quá rồi các bạn à, chơi tìm hiểu quan sát giết mê quá. Bây giờ quyết định là build một cái tổ kiến luôn. Tại nãy đi ra vườn thấy mùa này kiến lửa bắt đầu nó lên quá. Kiến lửa bắt đầu nó đào hang ở dưới đất, nó chòi lên tùm lum tà la hết trơn á. Cho nên mình cũng nghịch thử coi. Giờ mình thử mình làm một cái gọi là một cái khu vườn kiến theo phong cách của Nam Ngô Farm coi sẽ như thế nào. Thấy lùm xùm ghê chưa? Thả chó gì sớm vậy? Ở đây nè các bạn thấy mình có chuẩn bị một cái hũ thủy tinh. Là cái hũ này cũng là lịch sử lâu đời lắm nha, mấy chục năm rồi đó. Trời ơi, nước đường nhiễu vào tay tôi. Đây là nước đường đây. À, có chất làm rồi. Chiều đi, giờ này chưa tới giờ được chơi đâu. Đâu bây giờ mình đi tham quan mình lựa coi tổ kiến tổ nào trước nè. Các bạn thấy không? Đây là kiến nó nè, kiến nó đào lên nè. Nguyên ổ luôn. Vấn đề là bây giờ mình không biết con queen nó nằm ở đâu thôi. Giờ mình làm sao mình vũ con queen vô đây luôn. Để coi còn tổ nào lớn hơn không? Tổ này lớn lắm, tổ này lát khui là lớn. Bên này nè có con đường, có con tổ kiến nó cũng kéo lên. Này các bạn thấy là cái nền của mình là mình đổ cát ha. Còn cái nền này nó trắng nhách luôn, nó vàng khè luôn nè. Cái này là do kiến nó xới đất lên á. Kiến nó xới cái đất dưới đây lên nè. Thôi mình làm cái trong kia đi, cho nó gần đi. Ok, nghịch thử game như thế nào nha. Đây là một cái hũ thủy tinh. Coi như là có tuổi thọ, chắc cũng phải... Nói chung lúc mình đẻ ra là mình đã thấy cái này trong nhà rồi. Lâu lắm rồi, các bạn nhìn cái chất thủy tinh nó rất là thô sơ ha. Coi cái miệng của nó nè. Mẹ, mòn hết luôn rồi. Công nhận đồ xưa cũng bền thiệt. Đây, kế hoạch của mình là giờ mình sẽ làm như thế này. Ok chưa? Thấy không? Không. Giờ mình sẽ cho đất vô đây mình trồng cây đâu này nọ. Biết nên cơm cháo vô mà thấy cũng khá hoành tráng. À, kiến thì các bạn biết là nó vừa sống ở trên gì ta, nó gọi là bên ngoài là gì? Our hả? Our và cái nét ở dưới ha, cái phần tổ nằm ở dưới lòng đất nữa. Thì mình sẽ cho đất nó dày dày lên để cho nó tự làm tổ ở dưới luôn coi làm sao. Bình thường là thấy kiến lửa là chạy có cờ luôn. Hôm nay mày đặt nhạc lá nó cắn phù tay rồi. Ok, chắc đủ đất rồi đó. Oh,
cũng hơi thiếu đất hả ta? Hơi thiếu chút đó. Nói chứ không có gì bằng, không có dụng cụ nào bằng bằng năm ngón tay đó, linh động nhất luôn. Nhìn từ bên hông coi à, cũng được. Cho mặt trước này thêm miếng xíu đất nữa. Rồi, như đây đất mình nghĩ chắc là đủ rồi đó các bạn. Đủ độ tơi xốp không gian cho nó đào xuống. Ok. Giờ mình lại kia mình bứt vài nhánh dương sĩ mình lên cho nó màu sắc đồ này nọ. Hồi nãy trên đường đi vô thấy đây có mấy cây dương sĩ cho nó xanh tươi. Trời đất luôn rồi, nó bám chặt vô đây quá. Nhà vườn dương sĩ này nó sống rất là dai. Kiếm cây nào nó nông nông xíu coi, bám chặt vô rễ lan luôn. Vô mắt luôn, bậy rồi. Ok. Trông cũng ước gì bà này nọ chứ. À, kiếm một cái khúc lỗ nhỏ nhỏ để bên này nữa coi. Hay. Coi coi khúc lỗ nào nhỏ nhỏ. Này nhỏ quá. Này giờ phải cưa mệt quá. Thế cỡ này vừa các bạn. Này
kia này kia này kia đồ. Nhìn cũng ớn ăn ông thợ săn. Đâu có đùa được. Ok. Nên một chút nước rồi xịt tưới cho cái cây tạo độ ẩm cho cái này phải kiếm cái ghế rồi để lên chứ thấp quá. Xong rồi, nó tọt xuống nó làm một cái bàn xong phim. Không được rồi em. Chắc phải dịnh rồi. Ok. Cái này có khi mà kiến nó không vô mình đậy nắp lại rồi mình nuôi cây trong này luôn. Nhìn từ bên hông cũng thấy ghê gớm chứ bò. Thấy rất gì mà này nọ đó. Rồi bây giờ mình sẽ có chuẩn bị một cái chén nước đường. Hai hảo ngọt vô đây nha. Này, để mình coi coi cái vị ngọt ngào này nó có thể thu hút được mấy bạn kiến lửa vô đây không? Giờ đặt đây chờ kết quả. Ghẻ sợ lát thả Lucy ra chưa có đây chưa có kịp kiến vô mà thấy ảnh nên vô anh bước rồi. Đây bò dưỡng cho mày thêm một miếng tóp mỡ ba rọi mắm tỏi. Ồ nhìn thấy cũng này kia quá các bạn, thấy cũng này nọ quá. Này này mình kiếm cái cây gì mình làm cái cầu cho nó qua coi. Đúng rồi, có bạn lên rồi kìa, có bạn lên rồi kìa. Lên đi, trong kia có nước đường ngon lắm. Để mình dời cái này xuống rồi mình đưa cái cây này ngay đúng cái ổ của nó, cái cửa của nó. Trời ơi, ta cho uống nước đường không chăng còn đi cắn tao nữa. Đó. Ui da. Bình thường là mày mệt rồi đó. Vô chưa? Đó. Mùa này như mùa của đầu kiến lửa nó sinh sôi nè các bạn. Dưới hang này nhiều lắm. Nó làm hôm thì mình thấy nó đào chỗ này ụ chỗ này lên. Ngày mai mình thấy nó sụi cái ụ kia lên. Rất là nhiều luôn. Sẽ cho một miếng dẫn đường đồ.
Nè cho tụi bay tân niên luôn. Rồi. Hút rồi, đang ăn. Đang mê nước đường. À, nước đường là một cái chất khá cần thiết cho kiến, nhưng mà không phải kiến nào cũng cần hả bạn ha, nhưng mà đại đa số thì mình thấy là những con kiến mà quen thuộc xung quanh nhà mình thấy nè, kiến lửa nè, kiến đen, kiến hôi, kiến đồ thì con nào nó cũng mê đường đó. Nó là một cái dạng mà năng lượng. Đường là một dạng năng lượng đây, cái hàng của nó nè. Chưa hết thấy anh rùi nãy nhảy vô à. Nói chung là nếu mà kiến nó không chui vô đây chơi thì dù sao mình cũng cung cấp cho nó một ít năng lượng ha, cho những ngày đầu năm cho nó có nhiều năng lượng tích cực coi. Nó cắn ta cho nó lung. Nè, bò lên đây chơi thì được chứ cắn nó tầm bậy đó. Bò đi lên chơi rồi đi xuống. Giờ này có vẻ nắng nóng quá, nó không mê lên lắm ha. Nhưng mà mình nghĩ cái này là cả một cái xã hội nó rộng lớn với này lắm. Ơi cái kiểu này nhìn cũng đẹp quá em. Giờ kiếm mấy cái hũ thủy tinh nào mà nó cái chất thủy tinh nó trong hơn chút xíu nữa ha. Làm nguyên vàng. Làm nguyên vàng vậy luôn. Vô đẹp chứ bộ. Này nuôi gì ta? Isobot. Này nuôi Isobot nè. Đúng không? Nhìn độc đáo chứ bộ. Nhìn cũng rất chi là này nọ. Mình dùng cuốn chiếu rồi. À đúng rồi, Isobot rồi con cuốn chiếu nè. Đẹp. Chắc phải chờ đợi kết quả thôi chứ. Ok thôi. Rồi ok các bạn, thì một chút phá phách nghịch ngợm, nhưng mà cũng coi như là khám phá thế giới của côn trùng, của động vật đâu ha. Thì để mình coi là con kiến nó có chui vô đây nó ở hay không, nó có làm tổ hay không, nó có thích cái môi trường này hay không, hay là nó chỉ quen sống cái môi trường đây của nó thôi. Và đặc biệt thì mình thấy là không phải là mùa nào cũng có kiến lửa ha. Đặc biệt mấy mùa này nè, là mình thấy kiến lửa đầu nó sinh sôi nảy nở, có thể là do vấn đề thời tiết trong năm như thế nào đó, cái điều kiện thời tiết nó phù hợp với việc sinh sản đồ của nó như thế nào á đó. Đó thì mình quan sát coi, cái gu của mình là thích quan sát. Để coi nó hành xử như thế nào. Ồ cái này hôm qua ông anh Ái anh cũng anh xử lý bớt mớ rồi đó. Giờ mình sẽ chờ kết quả coi vô như thế nào thì mình sẽ báo cáo với lại quý vị khán giả nha. Rồi ok mọi người, đầu năm làm những cái clip vui vui tò mò khám phá này nọ, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye.